bên tay. Ông Phạm Văn Toàn sinh ngày 16/9/1992, số căn cước công dân 03092038, cấp ngày 28/6/2021, nơi cấp cục cảnh sát phòng cảnh sát giao thông 4 Thạch Lộ, Hà Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương. Tên chủ dự từng bang tên công ty nông nghiệp Phú Thành. Đấy ạ, thì đồng lao động 3 năm ngày dự kiến bay 3/12/2023. Bên cho vay công nhân công nhân sinh ngày 15/5/1987 số căn cước công dân này 02/50/57/00/6/14 cấp 10/7/2021 đô. Có video ảnh chính là mấy chị hồ ở Hồng Quang Tân Tây Đô Tân Lập đang dựng hồ bên bảo lãnh ông Phạm Văn Thắng sinh ngày 22/12/1953 anh đọc to đi. Số tiền vay 200 triệu, lãi suất 0.5 đồng, thời hạn vay 6 tháng kể từ ngày xuất nhập cảnh. Ngày hết hạn hợp đồng vay là ngày 3/6/2024. Lý do vay là mục đích sang Đài Loan không bỏ trốn và nơi làm việc, bỏ trốn tại công ty nhà máy viện dân lão sử dụng chi phí bất hợp pháp. Công ty sở lao động yêu cầu ông Phạm Văn Thắng gặp phải đặt cọc 200 triệu. Ông Phạm Văn Thần đọc lại. Công ty xuất nhập khẩu yêu cầu ông Phạm Văn Thuần phải đặt cọc 200 triệu. Nhưng ông Phạm Văn Thuần không thể chuẩn bị được số tiền đặt cọc nên nhờ ông Nguyễn Xuân Hiếu sinh năm 1987 cho vay số tiền trên. Cam kết của bên bảo lãnh: tôi là Phạm Văn Khán, xin đứng ra bảo lãnh cho người nhà tôi là ông Phạm Văn Thuần số vay số tiền 200 triệu với lãi suất 0.15 đồng trong thời hạn 6 tháng. Kể từ ngày xuất cảnh ông bà Phạm Văn Thuần bỏ trốn khỏi nơi làm việc thì tôi Phạm Văn Khán sẽ phải trả số tiền cho Nguyễn Xuân Hiếu trong vòng 3 ngày kể từ ngày chú sử dụng thông báo bỏ trốn. Nếu tôi không trả số tiền trên thì ông Nguyễn Xuân Hiếu có quyền tịch thu tài sản nhà cửa đất đai với trị giá tương đương 200 triệu mà tôi không được phép kiện tụng bất kỳ lý do gì. Mất cái này có thể không? Đó. Tôi tự nguyện để lại các loại giấy tờ gốc sau để đảm bảo: căn cước công dân Phạm Văn Khán, căn cước công dân Phạm Văn Thuần, giấy kết hôn Phạm Văn Thuần, giấy khai sinh Phạm Văn Thuần, bằng lái xe Phạm Văn Thuần. Cam kết bên cho vay nếu đến ngày 3/6/2024 ngày hết hạn hợp đồng vay tiền 6 tháng ông Phạm Văn Thuần không bỏ trốn thì giấy vay nợ này vô giá trị, sẽ không còn nợ bất kỳ một đồng nào với ông Nguyễn Xuân Hiếu và mọi giấy tờ mà bên vay để lại sẽ được hoàn trả đầy đủ. Sợ lo miệng không có bằng chứng nên chúng tôi lập giấy vay này làm bằng chứng kèm theo video cam kết của người bảo lãnh. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bản cam kết này có hiệu lực từ ngày 3/12/2023 đến ngày 3/6/2024. Giấy vay nợ này được in thành 3 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau. Bên vay Thuần Phạm Văn Thuần, bên bảo lãnh ông Khán Phạm Văn Khán. Bác với anh hiểu rõ cái bản cam kết chưa? Đúng rồi. Còn thắc mắc gì không ạ?